Chào cả nhà, hôm nay mình vào bếp thực hiện một món ăn ngon từ thịt gà. Đây là món gà nổ muối hột, ăn rất là thơm, ngon. Thịt gà của mình nó giữ được cái độ ngọt, không bị ra nước, nên ăn cái miếng thịt gà nó rất là ngọt nha các bạn. Gà chín vừa tới luôn, chín hoàn toàn bằng hơi và độ nóng của muối, nên nó ăn rất là ngọt luôn. Ngọt hơn so với mình làm gà hấp nha các bạn. Ăn thịt gà rất là ngon. Các bạn hãy cùng theo dõi mình vào bếp để mình thực hiện món gà nổ muối hột nhé. Ở đây thì mình cần chuẩn bị là một con gà ta. Đây là con gà khoảng 1 kg. Mình đã làm cho sạch rồi. Sau đó mình móc cái phần bụng ra nha các bạn. Để tí nữa mình nhét thêm một ít gia vị vào trong cái phần bụng gà cho nó được thơm hơn và ngon hơn. Về phần muối hột thì ở đây mình sử dụng là 600g muối hột. Các gia vị đi kèm thì mình có này, lá chanh này, sả này, hành củ này và ớt, gừng và một ít hành lá nha. Mình đã rửa sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ giã thêm một ít hành, củ hành này, gừng, sả và lá chanh. Mình thái mỏng ra để tí nữa mình giã. Bây giờ mình sẽ cho hết cái phần nguyên liệu vào cái cối, mình giã cho nó nát ra. Lá chanh thì bạn chỉ sử dụng 3 đến 4 lá thôi, không nên dùng nhiều quá, mình dùng nhiều quá nó sẽ bị đắng. Sau khi phần gia vị của mình đã nhuyễn nó rồi, mình sẽ cho cái phần hạt nêm, bột ngọt và phần tiêu vào. Mình cho vào đây một lượng vừa đủ. Mình sử dụng thêm một ít nghệ, một thìa tinh bột nghệ. Các bạn có nghệ tươi thì mình bỏ vào mình giã cùng nữa thì nó sẽ ngon. Sả thì các bạn đập dập cái phần đầu đi, để tí nữa mình nấu cho nó thơm. Và bây giờ mình sẽ cắt khúc, khúc tầm 3 cm nha. Mình chỉ lấy cái phần đầu thôi. Phần còn lại mình sẽ cắt đôi để tí nữa mình kê xuống dưới. Bây giờ thì các nguyên liệu mình đã chuẩn bị ở trong con gà này, gồm có cuống sả này, hành lá này, hành củ, ớt và 4 cái lá chanh để tí nữa mình nhét vào bụng gà cho nó được thơm và nó ngon hơn. Bây giờ mình sẽ đi ướp cái phần thịt gà. Thì cái hỗn hợp lúc nãy mình đã giã xong rồi, bây giờ mình sẽ ướp xung quanh con gà. Mình sẽ bôi đều lên khắp người gà nhé. Mình sẽ ướp con gà khoảng 30 phút cho nó được thấm cái gia vị. Sau khi được 30 phút rồi, con gà của mình đã thấm gia vị rồi. Lúc này thì mình sẽ nhét các nguyên liệu vào bên trong cái phần bụng gà. Mình nhét sả.
hành củ. Các bạn có hành củ thì các bạn nhét hành củ, không có các bạn nhét hành tây cũng được nhé. Một ít lá chanh, hành lá, ớt, mình nhét xong rồi các bạn. Ok, giờ bây giờ mình sẽ chuẩn bị, mình sẽ đi tìm cái son để mà mình thực hiện cái bước cuối cùng. Bước cuối cùng thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái son to. Bạn nào có cái son hoặc cái nồi đất cũng được thì nó lại càng tốt nha. Ở đây mình không có nồi đất thì mình sử dụng một cái son nhôm. Mình cho vào đây là 600g muối hột. Các bạn trải đều lên cái bề mặt của son. Sau đó mình sẽ kê cái lớp xả lên trên. Ở đây xả của mình vẫn có một ít phần lá và cái phần cuốn xả nha. Mình xếp đều xuống dưới cái mặt. Mình đã xếp phần xả lên trên cái bề mặt của muối rồi. Tiếp đến thì mình sẽ cho gà vào. Cái gà của mình thì mình ấn nó với vừa cái nồi các bạn. Đây, các bạn ấn nhẹ xuống. Sao cho mình đậy cái nắp vung nó được kín là được. Giờ mình sẽ bắt lên bếp. Các bạn lưu ý cho mình thì cái phần gà này mình sẽ đun tổng cộng trong khoảng 25 phút. 15 phút đầu các bạn đun xong, các bạn mở nắp ra và mình lật lại con gà. Tiếp đến thì mình sẽ đậy nắp lại và mình đun thêm 10 phút nữa. Tổng cộng là 25 phút thì cái phần gà của mình đã chín các bạn. Nó đủ cái độ chín vừa tới, rất là ngon. Cuối cùng thì mình sẽ rắc thêm một ít chanh và mình bắt ra sử dụng. Và các bạn lưu ý là mình đun với cái nửa vừa vừa nha, đừng đun nửa to nó sẽ bị cháy. Thơm lắm các bạn, thơm nức luôn. Bây giờ mình sẽ xé miếng gà ra cho các bạn coi. Các bạn nhìn cái gà của mình này, cái độ chín của nó vừa đủ vừa tới luôn. Nó giữ được cái màu hồng, cái màu nguyên của con gà các bạn. Hấp theo cái kiểu này thì gà của mình nó giữ được nguyên chất luôn. Và nó không bị mất nước. Ăn cái miếng thịt gà các bạn rất là ngon và rất là ngọt luôn. Cái món này nó ngon hơn là so với gà hấp. Nó giữ được cái độ ngọt rất là tốt. Món này rất là dễ thực hiện. Các bạn hãy làm cho gia đình mình cùng ăn nhé.